Thế rau ngải cứu này ăn ấy cứ cắt mà cứ cắt đi thì nó lên rất tốt, đừng mà hái. Riêng rau ngải cứu cứ hái cứ cắt sát gốc rồi nó mới lên nhanh, lên nhanh được ăn. Canh ngải cứu nấu với ốc lợn. Bạn nha, hôm nay tôi sẽ làm món canh ngải cứu lỗ ốc lợn. Các bạn cho lửa nhé, bạn cho tầm 20 lửa vào. Cho nên là tôi giới thiệu các bạn là món canh ngải cứu ốc lợn chữa đau đầu, rối loạn tiền đình. Bạn cho gia vị nha, cho một chút hạt lêm này, bạn cho một chút, đây là hạt lêm. Một phần tư thì mới chính. Và chúng ta bắt bếp đun sôi. Nước vào sôi rồi các bạn vào cho ngải cứu vào, đổ ngải cứu và ốc lợn vào. Đó, chúng ta đảo, đảo lên cho chín, chín cả ốc và ngải cứu nhé, rau ngải cứu nhé. Đấy, và bây giờ là đã chín rồi, chúng ta ăn món này nóng các bạn nhé, ăn nóng luôn, ăn nóng luôn các bạn, ăn nóng luôn càng nấu xong và ăn luôn càng tốt, đừng để nguội. Đấy, cho ấm là để nó nguội nguội chút thì chúng ta đồ ăn. Khi các bạn làm những món này ăn hàng ngày thì sẽ khỏi được cái bệnh đau đầu và rối loạn tiền đình luôn. Nó rất hữu ích cho cuộc sống đấy. Những ai mà bị bệnh đau đầu này, rối loạn tiền đình, hãy cố gắng làm món này ăn nhé. Các bạn nấu xong các bạn múc ra cái bát ăn cho đàng hoàng. Đây là tôi chia sẻ cái bài thuốc mà tôi đã từng áp dụng cho bản thân mình đã khỏi rồi, để các bạn tìm hiểu tham khảo. Và xin được kết thúc video nhé, tạm biệt các bạn nhé.